Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngữ Tứ Lương Y tập 33 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 114 Xung đột thăng cấp Động chính ngôn thật là to gan, chỉ bằng lão mà cũng dám sớ rớ lịch phong cản của ta. Nam tử dung mạo tuấn mỹ vô sông, nhíu mài mỉa mai, ném cuốn sách trong tay lên bàn. Lịch phong cản là hải cảng duy nhất tiếp giáp đất liền của chúng ta, nhất định là phải giữ chặt nó. Dù là thiên tử thì cũng đừng có hồng cắt xén một phần đó. Thế tử, Đổng Chính Ngôn là người của phương tướng, hắn dám đánh chủ ý lên lịch phòng cản, e hơn nữa là ý của phương tướng. Thị vệ đứng hầu dưới sảnh đường cung kính bẩm, vẻ mặt hơi do dự. Lão Dương già vẫn luôn âm thầm dốc sức để mà trợ giúp cho phương tướng, Nam tử dốc người cao lớn sau thư án đứng thẳng lên, đến bên cửa sổ, tóc dài đen như mực. Y phục đen tuyền càng tôn lên cái thân thể nhanh nhẹn. Đường cong từ bờ dai rộng, ẩn chứa sức mạnh đến dòng eo gọn gàng, đầy sức hút. Nơi góc áo, dùng chỉ bạc thiêu qua văn rồng bốn vuốt, thản nhiên phất bày, dưới cảnh ánh nắng bàn bạc rọi vào từ cửa sổ. Tạ cảnh tu, co duỗi ngón tay hờ hững nói. Việc lão dương gia giúp đỡ cho phương thừa tướng Người tự có suy tính riêng Phương tướng một lòng phò vua giúp nước Nếu mà ông ta yêu cầu trợ giúp Phủ nguyên dương tuyệt đối không phớt lờ Nhưng mà lịch phong cản thì không thể được Giọng điệu chém đinh chặt sắt Không có chừa đường thương lượng Thị vệ ngầm hiểu ý Biết không có cần phải khuyên can Âm thầm nuốt xuống những lời muốn nói Nhận lệnh lui ra Lịch phong cản là hai cái cảng tư nhân thuộc về tạ cảnh tu. Trước đó, nó thuộc sở hữu của thương hội lớn nhất thành Hải Kính. Vì cấm cửa hải tạc ngoài biên giới, Lương Quốc đã sớm niêm phong tất cả hải cảng, thiêu quỷ tàu buôn, chỉ để lại có một hạm đội của triều đình, đóng quân dọc bờ biển tuần tra định kỳ. Không có lệnh của triều đình, bất luận là ai, cũng không có được tự ý rời bến. Nhưng buôn bán trên biển đem lại lợi nhuận kết xù, đủ để dụ dỗ vô số thương nhân dứt khoát bí quá quá liều lịch phong cản ngoài thành hải kính là địa điểm tốt nhất tranh chấp đã hơn 10 năm lịch phong cản đổi chủ không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng được thương hội lớn nhất thành hải kính nắm giữ các đời tri châu cai quản thành hải kính chẳng những là không thể lay động tập đoàn nửa buôn bán nửa cướp bóc này trái lại còn làm ô dù lớn nhất hợp tác với chúng thành một chuột trong mắt của những người không có dám ra khơi, đại dương mênh mông thần bí kia khiến cho người ta sinh lòng kính ngưỡng. Cũng không biết bên kia cái bờ biển là nguồn tài nguyên châu báu bất tận. Ai chiếm được lịch phong cảng sẽ trở thành chủ nhân của nguồn tiền tài dù đáy này. Hiện tại, chủ nhân của nó chỉ có một, nắm giữ lịch phong cảng từ năm 12 tuổi cho đến nay đã hơn 10 năm. Tri Châu Thành Hải Kính đã thay đổi bao nhiêu người mà vẫn không có biết được chủ nhân thật sự của lịch phong cảng là ai. Động chinh ngôn nhậm chức tri châu thành hải kính đã hơn một năm liền đánh chủ ý lên lịch phong cảng. Tạ cảnh tu không có ngại chi tiền để giảm bớt phiền toái. Nhưng mà muốn nhúng tay vào hải cảng quỳ thì tuyệt đối không có thể bỏ qua. Khoảng trời ngoài cửa sổ xanh biếc, nhìn ra xa hơn, mang trời đã tiếp giáp nước biển tạo thành một khung cảnh rất ấn tượng, phản phất như đường chân trời chỉ gần trong gan tấc Sâu trong sơn cốc truyền đến từng cái tiếng hô hào chỉnh tề đầy khí thế. Nhưng mà lập tức đã bị chôn dùi trong tiếng sóng ầm ầm. Tạ cảnh tù đứng chắp tay bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra từng con sóng không bao giờ ngừng dỗ. Đoàn tàu buông rời bến vào ngày này năm ngoái đã trở lại rồi. Đáp vào một hòn đảo hình bản nguyệt được thiên nhiên tạo dựng nằm sâu trong hải cảng cả con thuyền lấp lánh cánh vàng chói mắt đã không có thể làm mọi người trên đảo tâm sinh sống lớn như ngày đầu. Vàng bạc châu báu có nhiều hơn thì năm nào cũng gặp, không có đáng để cho người ta thất kinh nữa. Với lại, nếu không có đóng tiền tài kết xù này chống đỡ, chỉ dựa vào bóng lọc của chủ nhân quan tâm phẩm của bọn họ, chắc là toàn quân phải đi uống gió Tây Bắc hết rồi. Tiền đổ vào như nước mà chảy ra nhỏ giọt, thuộc hạ của tạ cảnh tu đã sớm chai sạn với quan niệm tiền bạc, quân đoàn thị vệ của Tạ Cảnh Tu đều không còn khái niệm điểm tiền nữa, có vài người còn xem tiền như rác. đã hơn hai tháng rồi, đầu ngón tay của Tạ Cảnh Tu gõ nhịp lên cung cửa, tránh đụng vào đó qua kiều diễm, không biết bây giờ Ngọc Nhi ra sao nữa. Lúc này Tiêu Ngự đang ba chân bốn cẳng bước trên con đường nhỏ vào thôn nhị cửu ôm hộp thuốc của hắn đi nhanh như bay. Bách Linh gian nan theo sát tiêu ngự cả giận nói Ê cái tên kia ngươi cầm tin con thỏ hả đi gì mà nhanh dữ vậy Nhị cửu đi trước quan sát trái phải không biết đang nhìn cái gì nghe vậy quay đầu lại chăm chọc là các ngươi quá chậm thôi không phải nói là muốn cứu người sao cứ đi với tốc độ như vậy á chắc trời tối luôn rồi các ngươi còn muốn cứu thế nào nữa tiêu ngự biết trong lòng của nhị cửu không đồng ý cho hắn đi nhưng mà nghe nói trong thôn này xảy ra xung đột bị thương không ít người đôi phu thê già đến quảng an đường cầu cứu quả đáng thương hắn thật sự không có đành lòng làm ngơ huống hồ lý do gây xung đột còn liên quan đến quảng an đường sự kiện người dân phá hoại quảng an đường nhị cửu đã đi điều tra và báo cáo với hắn giảng gia kinh doanh cửa hiệu nhiều năm quy vọng trong dân gian rất cao lần này không biết là ai truyền bá cái tin tức đã thêm mắm thêm muối về tranh chấp giữa hai chủ nhân quảng an đường và y quán của giảng gia hơn nữa quy định của tạ cảnh tu còn chặt đứt đường hưởng thụ của những kẻ chỉ biết ăn không biết làm thế là một số người bị kích động tụ tập đánh tới quảng an đường hiện giờ giảng lục tiểu thư mang vật tư quay lại chiếm các cái gian nhà ngày nào cũng ưu tiên tặng cháo cho cái đám du thủ du thực người thật sự cần bàn phát lại phải đứng xếp hàng mà chờ đợi. Lúc quản an đường tiếp nhận thai y quán của giảng gia thì bọn chúng không có dám hoành hành. Lúc trước cũng không có quy định của tạ cảnh tu cho nên không có xảy ra bất bình. Bây giờ quản an đường ra điều kiện nghiêm ngặt gạt bỏ cái đám lưu manh ra ngoài để đảm bảo nhu cầu cho dân chúng. Tình thế không có như trước, mọi người lại bất mãn nổi dậy. Mấy ngày nay, trước cửa hiệu của giảng gia thường xuyên có tiểu nhân đến gây gỗ hôm nay cuối cùng cũng đã bùng phát bạo loạn rồi thôn dân có mặt ở đó bị kẹt trong hiện trường đánh nhau bị binh khí đã thương dở đầu chảy máu có vài người còn trọng thương bất tỉnh trưởng thôn phái đôi phù thề lớn tuổi thường xuyên vào trong kinh thành bán đồ ăn buôn ba suốt đêm họ đã quen đường quen lối biết đại phu quản ăn đường tinh thông chữa ngoại thương huống chi là nơi đó cũng là nguyên nhân gây xung đột. Mấy người trẻ tuổi trong thôn đứng ngoài cửa hiệu giảng gia chê bai giảng gia không bằng quảng an đường. Nói giảng gia mới là nơi mua danh chuột tiếng, chữa chấp lưu manh côn đồ, thế là bùng nổ xích mít không có thể cứu giảng. Tiêu ngự giật giật cái bàn chân đau nhất. Ngày xưa hắn cũng đã từng trèo đèo lội suối mà vẫn không có thở loạn. Đến thế giới này làm phượng đại tiểu thư quá lâu rồi, ngay cả thế lực cũng không bằng lúc trước nữa. Nhị cửu xưa nay không có ủng hộ việc hắn dễ mềm lòng, lần này càng là trực tiếp biểu lộ bất mãn, có điều tiêu ngự muốn đi, hắn cũng đành phải sắp đặt thị vệ bảo hộ dọc đường. Tuy bây giờ không có thấy ai, nhưng mà tiêu ngự biết là tiểu đội nhị cửu dẫn theo đang núp đầu đó trong bóng tối. Nhị cửu không hổ là thuộc hạ thần tính của tà cảnh tu, không vì những người kia là thường dân tay không tất sắc mà xem thường. Nhị cửu cho lãng không có hiểu nguy hiểm là gì cho nên mới chạy đi chữa thương. Thật ra tiêu ngữ biết loại bạo lực mang tính quần thể này rất dễ thăng cấp thành nghiêm trọng. Đến lúc đó mục đích và ước muốn ban đầu đều là may bay. Trong đầu của họ chỉ có ý nghĩa đánh đến chết thì thôi. Nếu không có vệ đội của tà cảnh tu hắn không có dám đến thôn rồi. Dù hiện tại hắn cũng phải suy tính hết nửa ngày Xem cho đến lúc gặp thôn dân Rồi phải đối đáp thế nào đây Để bình ổn bạo loạn Tâm lý mang tính quần thể này Cũng may là thôn trắng này Do nhiều gia tộc cai quản Những lão nhân sống lâu năm trong thôn Có quy vọng tuyệt đối Muốn lên tiếng cũng không khó Đám thôn dân nhất thờ kích động kia Nhất định không có ngờ nổi Mình đã chọc phải tai họa gì Chương 115 chữa thương ở từ đường. Tiêu ngự đến thôn trắng tên là Ninh Câu, vừa vào cửa đã được vài người trẻ tuổi được trưởng thôn phái đến hộ tống vào từ đường. Những người bị trọng thương đều được dờ vào trong đó, số lượng khoảng mấy chục, đủ già trẻ lớn bé nằm trong từ đường trên là cảnh bi thương thảm thiết. Vụ ấu đã đã được trưởng thôn áp xuống, nghe nói có cả người thôn lân cận tham gia đánh nhau người không bị thương đã được người cùng thôn dẫn về, người bị thương ở lại từ đường này. Tiêu ngự vào kiểm tra thương tích của mọi người. Người canh gác thấy đại phù đến, lập tức kéo hắn về chỗ của mình. Sợ mình chậm chạp không có giành được suốt chữa trị. Những người còn lại cũng muốn kéo tiêu ngự về với mình. Trong từ đường nhất thời náo loạn, suýt nữa lại phát sinh đánh nhau tiếp. Nhị cửu gọi hai cái thị vệ bảo vệ cho tiêu ngự và bách linh, không có cho thôn dân đến gần. Tiêu ngự bị giành giật cho đến choáng váng trưởng thôn và mấy cái lão làng đứng bên ngoài thấy thôn dân nhốn nháo tức đến dậm chân. Tất cả im hết đi, ai ồn ào ném ra ngoài. Bình thường toàn là họ hàng lối sớm, đánh thành như vậy rồi mà còn chưa có đủ thấy mất mặt sao. Giờ còn muốn tranh giành, thể diện thùng ninh câu đã bị các người làm mất hết rồi. Trưởng thôn quát mắng cho một trận, mọi người liền rụt rè thu tay về, không có dám manh động nữa, nhưng mà vẫn bao dây tiêu ngữ, nhìn hắn chầm chập. Tiêu ngự mới thở hắt ra, lên phía trước nói, mọi người đừng có nóng chứ, tất cả sẽ được chữa trị, các ngươi càng rộn thì càng kéo dài thời gian thôi. Đám thôn dân lần đầu thấy Phượng Đại Phu của Quảng An Đường, nhìn không có giống người nghe đồn là cướp đoạt sủng ái của thế tử Giới dạng lục tiểu thư chút nào người trước mắt là một thiếu niên tuấn tú hắn không có dáng vẻ cao cao tài thượng như những quý nhân khác cũng không phải là mang bộ dáng không có nhóm bụi trần của giảng lục tiểu thư nhưng mà vẫn làm cho người ta kính sợ chỉ có thể ngước nhìn thiếu niên mặc trường bào đơn giản gương mặt thành tú luôn mang một nụ cười ôn hòa khiến cho người ta muốn thân cận nhưng mà cũng không có dám mạo phạm tiêu ngự trong trung tâm bao nhiêu lãnh mắt nghe thấy tiếng nghị luận sầm sì không phải nói phượng đại phu của Quảng An Đường là thế tử phi của tạ thế tử sao sao lại là nam nhi chắc là nữ mặt nam trang mà sao mà không che mặt chứ chẳng phải là quý nhân rất chú trọng cái này sao tiêu ngự liền đành phải làm như có tài như điếc quay lại nói với thùng trưởng trưởng thùng làm phiền ông mang đến băng giải có màu đủ ba bốn màu là được rồi trưởng thùng không hiểu lắm nhưng mà không dám hỏi nhiều, lập tức sai người đi lấy. Dân chúng trong thôn sinh hoạt thiếu thốn, làm gì mà có giải nhiều màu. Phu nhân trưởng thôn ôm một sọt giải cuốn quýt chạy đến. Tiêu ngự nghĩa qua, toàn là giải bố xám xịt, có mấy cuộn dây đỏ đỏ được cô nương nào đó tết thành dây thừng nữa chứ. Tiêu ngự để cho Bách Linh cầm, hắn qua kiểm tra bệnh nhân. Bảo Bách Linh buộc từng cái dây giải khác màu lên mỗi người người bị thương rất nhiều tình trạng thương tích cũng khác dùng vải trắng và xanh đánh dấu người bị thương nhẹ những người mà nặng nhất thì buộc dây thừng đỏ mất mười mấy phút mới cột xong tiêu ngự và bách linh rửa tay đổi y phục ôm hộp thuốc chữa trị lần lượt từng người có vài người bị thương quá nặng phải nhanh chóng khâu lại may mà hắn đã chuẩn bị thuốc mê và kim chỉ đầy đủ nước muối sinh lý không đủ thì nấu nước kim ngân thay thế thôn dân khác tò mò dây kính ở bên ngoài từ đường, nhìn hắn xe chỉ luồng kim trong da thịt của bệnh nhân, thỉnh thoảng thán phục thành tiếng. Thì ra, phải chữa như vậy sao? Thảo nào á, giãn lục tiểu thư không đến rồi. Có người nhỏ giọng than thở. Nhị cửu đứng khoanh tay giữa cái cây trong từ đường, vẻ mặt lười biếng, đôi mắt sắc bén tinh tường, quan sát mỗi một thôn dân ra vào trong từ đường. Bây giờ, nghe thấy nghị luận của mấy đứa trẻ rót choát bên cửa sổ nhị cửu lượm cái hòn sỏi ném vào một người thiếu niên quýt hai tiếng ý bảo của đám thiếu niên tới gần đây đám thiếu niên ngoan ngoãn chạy đến sắc mặt vừa sợ sệt vừa nịnh hót hoàng gia có chuyện gì nhị cửu mới nheo mắt hỏi vừa rồi các ngươi nhắc đến giảng lục tiểu thư có phải không nàng cũng ở đây sao một thiếu niên trả lời nàng đang ở cửa hiệu phía đông thôn để phát cháo thuốc nhị cửu mới hừ lạnh chẳng phải cái lần tranh chấp này cũng do những cửa hiệu của nàng mà ra sao nàng là đại phu có sẵn đó sao các ngươi không mời đi đường vòng đến kinh thành tìm phượng đại phu để làm gì thiếu niên mới nói có mời rồi sao lại không mời chứ đại nương trưởng thôn đích thân đi mời đó giảng lục tiểu thư nghe vậy cũng muốn cấp tốc đi nhưng mới ra khỏi cửa không có xa đã té xỉu rồi nha hoàng của giảng lục tiểu thư nói á mấy ngày qua giảng lục tiểu thư không ăn không ngủ trong nơm cửa hiệu cho nên thân thể suy yếu không có thể khám bệnh nhân chỉ cho chúng ta mấy cái vỏ dược liệu trị thương đang cất ở trong từ đường đó nhị cửu mỉa mai té xỉu sao sao mà xỉu đúng lúc vậy đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau đáp chúng ta cũng thấy vậy nữa nhưng mà đại nương trưởng thôn nói giảng lục tiểu thư là thiên kim yểu điệu tình huống này không nên mời nàng đến báo là sẽ dọa kinh động người ta đó. Nét cười mỉa mai trên mặt của nhị cửu càng hàng sâu. Đại nương trưởng thôn nói sao? Một nông phụ sốt sắng cầu xin cứu mạng làm sao mà nghĩ ra được những lời này. Hơn nữa là cái lũ nha hoàng ba hoa của giảng gia dạy rồi. Trước kia hắn còn thấy giảng lục tiểu thư là nữ trung hào kiệt hiểm có. Tạ thế tử lại vô cùng săn sóc giảng gia hắn từng cho là giảng lục tiểu thư sẽ là thế tử phi tương lai. Không biết vì sao mới qua có nửa năm thôi mà giảng lục tiểu thư không còn là y nữ cao quý khiến cho người ta chỉ có thể ngước nhìn. Nhị cửu nhìn khung cảnh trong từ đường qua cửa sổ, chủ nhân tạm thời của hắn, thiếu niên kia đang che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra có đôi mắt nghiêm túc sáng ngời, nhìn động tác của thiếu niên không chớp mắt. Rõ là ngốc mà. Nhị cửu nhẹ giọng cười. Tuy Thế tử và Phượng Đại Phu đều không nói, nhưng thân là thị vệ thân tính, nhị cửu đã sớm phát hiện Phượng Đại Phu vốn không phải là Phượng Đại Tiểu Thư cái gì hết. Hắn là Nam Nhi chân chính. Hắn thật sự không hiểu được người này đã trải qua bao nhiêu âm mưu hiểm độc. Tại sao mà vẫn có thể bình tĩnh, ôn hòa, thản nhiên như không vậy? Sau khi mà tạ cảnh tu rời kinh, hắn là thị vệ thiếp thân của Phượng Đại Phu thân là thủ lĩnh đội thị vệ hắn có quyền dược cấp giải quyết tất cả mầm móng tạo thành phiền toái bao gồm cả việc dập tắt âm mưu gây khó dễ của phượng dân ninh từ trong trứng bao gồm cả cái việc ngăn cản người kia dấn thân vào nguy hiểm đến trị thương cho thôn dân ẩu đả nhưng mà hắn lại lựa chọn buông tay để cho người kia quyết định tất cả hắn chỉ cần bảo đảm an toàn cho thế tử phi là được rồi lần này rõ ràng có người cố ý bài mưu bôi nhọ quản an đường để mà tăng bốc giảng lục tiểu thư không biết hắn có nhìn thấu hay không nữa người này tâm địa không toàn tính nhị cửu muốn nhìn xem rốt cuộc là phải bị dồn đến mức nào thì cái vị thế tử phi lương thiện của hắn mới để lộ ra răng nanh tiêu ngự và bách linh chạy qua chạy lại trong từ đường còn có một đại phu trong thôn đi chân đất hỗ trợ thuốc của giảng gia đưa đến toàn là thứ tốt tiêu ngự mới để đại phu kia kê đơn thuốc khử trùng ngoài từ đường dựng mấy cái kệ bếp treo ấm thuốc lên nấu rồi đổ ra chén đút cho từng người bệnh người bị thương nhẹ thì nhờ nhị cửu phái thị vệ đến phụ băng bó từ đường vốn là hỗn loạn nháy mắt đã trở nên đâu ra đó mọi người bận rộn luôn tay từ lúc mà nhá nhem tối đến khi trăng treo cao giữa trời cuối cùng cũng xử lý xong toàn bộ người bệnh tiêu ngự đứng lên từ cái chỗ bệnh nhân cuối cùng nhìn lại mà hết hồn chỉ thấy khoảnh sân từ đường đèn đuốc sáng rực người người chen lấn e là hơn phân nửa thôn dân đều đã tụ tập về đây có mấy người chui lọt bèn leo lên cái bờ tường ngồi chắc là thôn dân thiếu thốn hoạt động giải trí tất cả bu lại nhìn chữa thương như là xem kịch nhị cửu bưng cái chậu nước vào đặt trước mặt của tiêu ngự Phượng Đại Phu rửa tay đi. Bách Linh hầu chủ nhân của người rửa tay. Nói rồi lại ra ngoài bưng vào mấy cái chậu nước sạch và một chậu rỗng. Gỡ cái túi nước tùy thân đổ rượu vào đầy chậu. Mùi rượu lập tức lan tỏa bốn phía. Thế tử đã sai thuộc hạ tìm người chân cất rượu mạnh đó. Nhị cửu cười nói bên ngoài không có mua được đâu. Chuyên dùng cho thế tử phi rửa tay. Tiêu ngự mới gật đầu cùng với bách linh rửa tay diệt khuẩn bây giờ mới giao hiện trường cho trưởng thôn sắp xếp quá nhiều người không có thể làm ổ hết ở trong từ đường người bị thương nhẹ nên về nhà đi còn phải dùng nước để mà chà lao từ đường sạch sẽ để cho người bị thương nặng ở lại tịnh dưỡng ta sẽ đến đây ngày mai chờ tình huống người bệnh ổn định rồi mới về trưởng thôn luôn miệng đáp ứng sai bảo thanh niên trai tráng giúp cho những người bị thương nhẹ trở về nhà lại nhờ lão nương tử nhà của mình dẫn người quét dọn từ đường thê tử của trưởng thôn gọi hồ đại nương là một nông phụ hơn 50 vì làm lụng vất vả quanh năm mà mặc nhượm sương gió nhìn già hơn tuổi rất nhiều nhưng mà dốc dáng lại tháo giác khỏe mạnh bà gọi những nông phụ khác cầm khăn thấm nước bắt đầu dọn dẹp từ đường nhị cửu đến bên cạnh tiêu ngự nói phượng đại phu ngươi nghỉ ngơi chút đi có ta canh gác là được rồi, cần gì cứ gọi ta. Tiêu ngự ngờ ngác cười nói, ta đi đâu mà nghỉ? chẳng lẽ phải làm phiền nhà ngươi sao, thôi bỏ đi. Nhị cửu biểu mồi. ngươi muốn nghỉ ngơi, chúng ta đâu có thể để cho ngươi chịu thiệt chứ. Nói rồi, tiến lên phía trước dẫn đường, ra hiệu cho tiêu ngự đi theo hắn. Nhị cửu mang tiêu ngự ra ngoài từ đường, chỉ cái liều đã dựng bên khoảng đất trống cách đó không xa. Phượng Đại Phu vào trong đó nghỉ ngơi đi đồ bên trong á chưa có ai sử dụng đâu ta đã sắp đặt người bảo vệ ở ngoài tiêu ngự tròn mắt đến dán cửa liều nhìn vào bên trong chỉ có một cái giường đơn và chăn đệm xếp ngay ngắn đặt trên đầu giường hình như đây là trang bị hành quân mà ta nhị cửu mới giải thích huynh đệ đi theo thế tử đều có đầy đủ trang bị cái này là mới chưa có ai xài đâu thuộc tính của quân đoàn của tạ thế tử rốt cuộc là cái gì vậy? Không chờ tiêu ngự lên tiếng, một bóng người mảnh khảnh, lạ lướt bước đến, dáng người như liễu, lụa dài che mặt, mỗi bước chân đều thu hút không ít ánh mắt của thôn dân nhìn theo. Giảng lục tiểu thư đến trước mặt của tiêu ngự, liếc cái liều một cái, hành lễ dáng, bái kiến thế tử phi. Tiêu ngự mới gật đầu với nàng cười nói, giảng lục tiểu thư cũng đến để mà giúp chăm sóc bệnh nhân sao? Nhị cửu bên cạnh cười chế giễu âm dương quái khí hỏi, không phải là giảng lục tiểu thư mệt nhọc quá, té xỉu sao? Giảng lục tiểu thư mới nhẹ giọng nói, nghe nói có rất nhiều thôn dân đã bị thương, lòng ta bất an không thôi, phải đến nhìn mới yên tâm. Hồ Đại Nương đang dẫn mấy cái nông phụ sách thùng nước bước ra khỏi từ đường, thấy tiêu ngự đằng xa, Dối dàng xoa tay chạy đến. Thấy tử phi nương nương, Hồ Đại Nương cười cung kính, rồi hành cái lễ rất là buồn cười. Một tiếng nương nương làm cho mặt tiêu ngự đỏ lên. Đừng, Đại Nương, gọi ta là Phượng Đại Phu là được rồi. Hồ Đại Nương mới lập tức sửa miệng, Phượng Đại Phu nương nương. Tại sao mà vẫn không có bỏ được cái chữ nương nương vậy? Hồ Đại Nương mới cười nói, Vừa rồi có mấy quan già nói là muốn để cho ngươi nghỉ ngơi trong liều, mà ta nói ở trong liều sao mà thoải mái bằng ở trong nhà chứ nhà của bà lão ta đã sớm chuẩn bị một phòng rồi dọn dẹp sạch sẽ lắm nhưng mà các quan gia không có đồng ý nếu phượng đại phu có muốn đến nhà của ta nghỉ thì nhớ nói đại nương một tiếng nha đại nương dẫn người qua liền thiếu thốn cái gì cũng phải nói với đại nương đại nương sai người đem cho người ngay tiêu ngự không có thể chống đỡ với hồ đại nương chiêu đãi nhiệt tình như vậy vội nói ta ở đây được rồi chỉ ngủ một giấc thôi mà cũng không có thuận tiện canh gác nữa hồ đại nương cười ha hả khen ngợi một tràng mới định đi chỗ khác dường như bây giờ mới nhìn thấy giảng lục tiểu thư đứng đó kinh ngạc hô lên ù chào ai đấy nửa đêm nửa hôm mà mặc đồ trắng toát làm cho đại nương hết hồn giảng lục tiểu thư miễn cưỡng cười nói hồ đại nương Hồ Đại Nương vốn vô cùng tôn kính y quán của giảng gia vì danh tiếng gian lừng mười mấy năm. Lúc này, y quán của giảng gia có thể thuận lợi đoạt về mấy cửa hiệu bỏ trống cũng nhờ thôn trưởng và Hồ Đại Nương giúp đỡ. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng Hồ Đại Nương hết sức bất mãn với giảng lục tiểu thư. À, thì ra là thiên kim tiểu thư giảng gia đó sao? Ngươi đại giá quan lâm đến cái chỗ tồi tàn này để làm cái gì? Hồ Đại Nương kéo dài giọng, khoa trường lui về phía sau một bước tránh xa giảng lục tiểu thư không phải là đại tiểu thư bị choáng đầu sao vậy phải nằm ở nhà chứ chạy loạn ra đây làm chi ngươi đừng có đến chỗ của chúng ta nữa đỡ cho ngươi có bất tỉnh thì nha hoàng trung thành tận tụy kia liều mạng với đại nương một cái mạng quèn của đại nương chẳng có đáng gì nhưng mà không gánh nổi tội danh làm cho ngươi bất tỉnh đâu thân thể của giảng lục tiểu thư lung lại, không thấy rõ nét mặt sao cái lớp lụa, Tiêu ngự cũng không khó khăn gì nhận ra lúc này nàng đang vô cùng lúng túng. Lời khen của Hồ Đại Nương nghe cứ như là châm chích, từng câu từng lời ẩn chứa chế nhạo, không biết giữa các nàng đã phát sinh mâu thuẫn gì. Nha hoàng bên cạnh mới liền đỡ giảng Lục tiểu thư, cầm tức quát Hồ Đại Nương. Hồ Đại Nương, ngươi ăn nói vậy là sao chứ? Ngươi đừng có trách ta ta có nói sai gì đâu nàng mới sắp bất tỉnh thôi mà đã có người muốn liều mạng với đại nương rồi kìa ta có núp được đâu chứ thiệt là chưa có thấy ai như vậy cả chả trách người ta nói gian nan mới biết người có khí tiết phải thấy sự thật ở trong hoạn nạn hôm nay đại nương mới hiểu được hồ đại nương lớn tiếng nói xong trở về với đoàn nông phụ đứng gần đó cả đám thì thầm với nhau không biết đang nói cái gì xách thùng nước đi xa Chương 116 Lòng người khó đoán Giảng lục tiểu thư Quay đầu nhìn tiêu ngự Không có đợi nàng mở miệng Nhị cửu đã cười nói Nếu giản lục tiểu thư Không có chuyện quan trọng Sau này hắn nói Thế tử phi đã mệt lắm rồi Cần nghỉ ngơi Giảng lục tiểu thư không có lên tiếng Bán hạ bên cạnh lại tức tối Nhị cửu Sao mà ngươi ăn nói với tiểu thư nhà của ta như vậy chứ Lúc trước ngươi có dám đối xử với tiểu thư nhà ta thế này trước mặt có thế tử không Nhị cửu hừ lạnh không có để ý bán hạ chỉ xoay người nói với tiêu ngự thế tử phi mời tiêu ngự mới gật đầu với giản lục tiểu thư gián màn chui vào liều hắn thật sự không có gì để nói với giản lục tiểu thư hết giản lục tiểu thư xem hắn là tình địch chắc chắn không có khả năng muốn thương lượng tình trạng bệnh nhân gián đâu giản lục tiểu thư nhìn tiêu ngự chui vào liều hít sâu một hơi không nói không rằng dẫn nha hoàng bỏ đi. Bạch Linh nhìn ra ngoài từ khe hở thì thầm. Rốt cuộc nàng đến đêm làm gì vậy ta? Tiêu ngự mới tung chăn, thả mình nằm xuống, thoải mái thở ra. Để ý làm cái gì, Bạch Linh, ngươi cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, nghỉ một lát đi. Bình đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, đã có nhị cửu ngăn đón dạng lục tiểu thư, hắn bận tâm chi cho mệt. Trong liều vẫn có một bộ chăn đệm Bách Linh nằm ở đó lẩm bẩm. Nhưng mà ta thấy không có yên tâm. Chẳng hiểu nổi nàng chiếm cửa hiệu của chúng ta còn nói những thôn dân kia là người tranh giành thế tử. Chúng ta không có cách nào mà giải thích cả. Rõ ràng thế tử trăm phương nghìn kế cầu xin cưới công tử mà. Tình hình bây giờ thật khiến cho người ta chán nản. Mí mắt của tiêu ngự dần triểu nặng cười nói. Có ai mà không bị dư luận quấn lấy đâu người sống ở đời không bàn tán người khác cũng bị người khác bàn tán muốn để ý từng cái một người làm không có nổi đâu chuyện này đâu có giống chứ bách linh trở mình nói rõ ràng giảng lục tiểu thư ghen ghét công tử ta thấy nàng chưa có chết tâm với thế tử đâu nghe nói dương phi lại một lòng hướng đến nàng công tử cần phải để ý sát sao đó ta thấy chờ đến khi mà thế tử trở về ngươi nhất định phải chớp thời cơ sinh một đứa nhỏ. Bạch Linh còn chưa có nói hết, đã nghe người trên giường ho kịch liệt, dỗ dàng đứng dậy nhìn. Công tử, làm sao vậy? Ngươi còn biết gọi một tiếng công tử sao? Thế tử có nhào nặng thế nào, công tử cũng không có sản xuất ra trẻ em được đâu. Tiêu ngự mới vỗ ngực nói, Cọc, không có gì, mau, đi ngủ đi, đừng nói nữa, sắp sáng rồi. Bách Linh nằm xuống, lại lẩm bẩm một lát rồi mới ngủ thiếp đi. Một đêm yên bình. Hôm sau, tiêu ngự đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Hắn mở choàng mắt, phóng xuống giường, dán màn nhìn ra ngoài. Thôn dân, vốn tụ tập trong từ đường, giờ không có thấy đâu. Chỉ có nhị cửu đang quan sát xung quanh cách đó không xa. Thấy tiêu ngự ló đầu ra, nhị cửu vội vàng bước đến nói. Phượng Đại Phu ngoài thôn có cái gì đó không ổn ta đã phái người đi thăm dò người thu dọn đồ đạc đi hôm nay chúng ta nhất định phải trở về kinh thành tiêu ngự thấy nhị cửu nghiêm túc ra mặt không có nói nhiều quay vào đánh thức bách linh hai người mới cùng thu dọn hộp thuốc lại vào trong từ đường nhìn bệnh nhân một chút có một thị vệ chạy đến từ đường nói gì đó với nhị cửu nhị cửu vẻ mặt trầm trọng quay lại bẩm báo cho tiêu ngự Phượng Đại Phu, ngoài thôn lại xảy ra hỗn loạn. Lần này, người tụ tập còn đông hơn cái lần trước, sợ rằng không có đơn giản chỉ là thôn dân đánh nhau. Tiêu ngự ngẩn người. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng phải nói đã bình ổn rồi sao? Đầu tiên là có người bất mãn với quản an đường, sau đó lại có người bất mãn y quán giảng gia, đánh nhau cho sức đầu mẻ tráng cũng chỉ vì mấy cái bát cháo. Nhưng mà làm sao cũng không có đến mức thù sâu tựa biển gây ra cái chuyện không thể cứu vãn như thế này chứ. Nhị cửu nhận ra nghi hoặc của tiêu ngự lắc đầu nói tạm thời vẫn chưa có biết nguyên nhân nhưng mà không thể ngây ngốc ở lại trong thôn nữa bọn ta hộ tống phượng đại phu lập tức hồi kinh. Thấy tiêu ngự có hơi lo lắng nhị cửu nói phượng đại phu không cần phải lo cho thôn dân ta đã phái người đi thông báo cho trưởng thôn rồi bọn họ đã có chỗ ẩn nấp nếu thật sự có người cố ý làm lớn chuyện á, thì sẽ không có nhắm vào thôn chân đâu hơn nữa nhắm vào chúng ta rồi thật ra nhị cửu nghi ngờ giảng lục tiểu thư nếu nàng muốn thừa cơ diệt trừ tiêu ngự lại ý vào yêu thích của dương phi để cướp vị trí thế tử phi cũng không phải là không có khả năng trước lúc phượng đại phu xuất hiện căn bản không có còn ai cách địa vị thế tử phi gần hơn nàng tiêu ngự mới gật đầu chờ nhị cửu tập hợp thị vệ xong liền mới rời khỏi thôn lúc này ở phía đông thôn trắng, tình cảnh hỗn loạn rối ren giản lục tiểu thư được ba nha hoàng đẩy vào trong phòng mũi rối ôm chăn đệm đi tới đi lui một nam nhân dáng vẻ như là thị vệ từ cửa bước vào giản lục tiểu thư không có rụt rè như ngày thường dùng giả hỏi tào thụy đại nhân bên ngoài thế nào rồi Tào Thụy là thân vệ của Dương Gia giao cho Dương Phi. Bình thường Dương Phi chỉ quanh quẩn trong phủ, xưa nay không cần thị vệ. Trước đây, giảng lục tiểu thư của thị vệ tạ cảnh tu phải đến bảo vệ. Sau đó tạ cảnh tu thu người về. Dương Phi bèn phái Tào Thụy để mà bảo vệ giảng lục tiểu thư. Tào Thụy báo, giảng lục tiểu thư, mấy trăm loạn dân tụ tập đại náo trước cửa thôn, trưởng thôn đang mang người trấn áp nhưng e là không có chống đỡ được lâu. Tại sao lại như vậy chứ? Giảng lục tiểu thư lão đảo lùi lại một bước. Tại sao mà lại loạn thành thế này? Nàng lầm bầm luôn miệng, vừa kinh hoàng vừa khó hiểu. Bán hạ là đại nha hoàng cấp cao nhất, lại được chủ nhân yêu thích, nghe vậy mới chen miệng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tào đại nhân, những người đó vốn được tìm để mà đánh phá cửa hiệu quảng an đường hỏi bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì, ai ra lệnh cho bọn họ đi đến bước này chứ. Bán hạ còn chưa có nói hết, giảng lục tiểu thư đột ngột, lớn tiếng ngắt lời. Ngươi cầm cái miệng cho ta. Lúc này bán hạ mới giật mình, dỗ dàng im miệng không có dám nói nhiều. Tào Thụy mới nói, không phải là bọn họ, họ không có bản lĩnh đó. Thật ra cái lần ẩu đả này đã ngoài tầm kiểm soát. Gã mới nhìn giảng lục tiểu thư, loại chuyện này như là mũi tên rời khỏi dây cung, không có thể quay đầu nữa. Một khi đã dấy lên, không có ai đoán trước được phương hướng phát triển sau này. Cho nên tính cái gì cũng đừng có nên đi tính toán lòng người. Giảng lục tiểu thư, mặt tái xanh tái xám, hồi lâu sau mới nói, Tào Đại Nhân, bây giờ phải làm thế nào đây? Trong cửa hiệu toàn là người làm quy quán giảng gia, không hề biết ứng phó cái loại chuyện này, chỉ có thể dựa hết vào người đó. Tào Thủy xoay sang chỗ khác nói Kế sách duy nhất là phải nhanh chóng hồi kinh Xin tiểu thư mau mau thu dọn đồ đạc đi Ta hộ tống người Ngừng một chốc lại nói Thật ra đại náo chưa chắc đã là không tốt gốc gác tạo nên náo loạn là quảng an đường Quyên náo càng lớn sau này truy cứu Người kia khó có thể thoát tội Tào Thủy nhếch miệng cười mỉa Những người bị thương trong ẩu đả giảng lục tiểu thư vì bình ổn cho nên không muốn ra tay toàn bộ đều do nàng chữa trị bây giờ chỉ có loạn càng lớn mới triệt tiêu được công lao của nàng cho nên giảng lục tiểu thư nên thấy vui mừng mới đúng chứ giảng lục tiểu thư nghe xong sắc mặt lúc trắng lúc đỏ dưới cái màn lụa đã bình thường trở lại thở ra một hơi người nói không sai sự việc đã xảy ra vậy cứ để mặc cho nó càng loạn lớn càng tốt Xin tiểu thư mau chóng thu dọn đi Ta đưa ngươi hồi kinh Tào Thủy nói xong cũng ra ngoài Tào Thủy đứng ngoài cửa hiệu cháo thuốc Nhìn ra phía xa Dài cái bóng người quen thuộc Đang che chở cho một người Cũng đang cưỡi ngựa chạy ra hướng ngoài thôn Trong bóng tối còn có vài hộ vệ ẩn mình Gã cùng với thị vệ Dương Phủ Đương nhiên quá quen quy trình làm việc này Cùng bước vào Dương Phủ Nhưng mà vì chủ nhân khác nhau Mà chia hai ngã đường cùng là thị vệ trung thành nhưng có người không thẹn với lương tâm có người phải làm cái loại chuyện đến chính mình cũng khinh thường nhị cửu đằng xa cảm giác được ánh mắt ác liệt tập trung vào hắn cao mài nhìn qua tào thủy đón ánh mắt của hắn nhếch môi mỉm cười con ngươi của nhị cửu co lại bàn tay nắm dây cương siết chặt chương 117 ngày càng nghiêm trọng nhị cửu giơ tay ra hiệu các thị vệ mới tức khắc bao vây bảo vệ xe ngựa vào trung tâm tiêu ngự mới dán màn nghi hoặc nói sao vậy nhị cửu dẫn đội ngũ lên dò đường quỷ đạo đã lệch khỏi hướng về kinh thành nghe vậy quay lại đáp phượng đại phu đừng có lo chúng ta đổi đường tiêu ngự không hiểu nhị cửu không có giải thích chỉ dẫn đội nhanh chóng rẽ vào một con đường mòn trong rừng tào thụy thấy đoàn người né tránh mình chơi đùa con dao trong tay, khinh thường xì một tiếng. Dù vậy thôi, con tưởng có thể tranh cao thấp một phen rồi. Bán hạ, đỡ giảng lục tiểu thư lên xe ngựa, quay đầu nhìn Tào Thụy, đến nói. Người ở đây lào bào cái gì đó, tiểu thư nhà của ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát. Tào Thụy mới cười nói, không có gì, định làm khó tình địch của tiểu thư nhà ngươi mà. Phượng Chiếu Ngọc sao? Ở đâu? Bán hạ cao mài. Tào Thụy đút dao vào trong vỏ giấu trong giày nói người ta xem tiểu thư nhà ngươi như là hồng thủy mảnh thú nhìn một cái đã bỏ chạy mất rồi bán hạ nghe không có lọt tai quắt mắt trừng gã ngươi mới là hồng thủy mảnh thú đó nói rồi leo lên xe ngựa tao thụy mới gọi thuộc hạ hộ tống xe ngựa của giảng lục tiểu thư chạy về kinh thành nhị cửu dẫn đội chạy một quãng rồi mới đến bên xe ngựa giải thích với tiêu ngự ta không ngờ người hộ tống giảng lục tiểu thư là thân vệ tào thủy bên cạnh dương gia người này độc địa tàn nhẫn làm việc thường không có màn hậu quả vô cùng khó đối phó chúng ta đi khác đường của họ đỡ phải chống đỡ ám chiêu của hắn tiêu ngự mới gật đầu Tạ cảnh tu từng xử quyết một đám kẻ phản bội trên đường từ thành hoài thiên đến kinh thành cho nên đã sớm có dữ liệu giới tình hình phân chia thế lực phức tạp trong dương phủ có người dám ra tay với tạ cảnh tù thì đối phó với hắn cũng không có gì bất ngờ trước đây ta đã từng đi qua con đường này xa hơn đại lộ một chút nhiều nhất là chậm trễ nửa ngày nhị cửu phạt cành cây đâm ra giữa đường nói không sao đâu ngươi cứ thoải mái mà ăn bài đi tiêu ngự nói trễ một chút cũng không có sao nhiệm vụ của tào thủy là mau chóng hộ tống giảng lục tiểu thư hồi kinh an toàn cho nên dọc đường ra roi thúc ngựa chạy điên cuồng, không ngơi một khắc. Giảng lục tiểu thư ngồi trong xe, hai tay bấu chặt cái thanh gỗ cạnh thùng xe, làm mọi cách mà cũng không có thể ngồi vững, mặt mũi trắng bệch. Bán hạ có vẻ đỡ hơn giảng lục tiểu thư, miễn cưỡng chịu đựng được. Chống một tay, cầm ấm trà, rót ra một ly đưa cho tiểu thư nhà mình. Giảng lục tiểu thư đẩy nàng ra, mặt biến sắc, che miệng la lên mau mau dừng lại bán hạ liền ló cái đầu ra gọi tàu thụy tàu đại nhân mau dừng xe đi thân thể của tiểu thư nhà ta không có thoải mái tàu thụy trên ngựa quay đầu hỏi cái gì tiểu thư nhà ngươi không có thoải mái sao có nguy hiểm đến tính mạng không bán hạ giận điên tiểu thư nhà của ta vẫn khỏe ngươi nguyền rủa ai vậy tàu thụy mới nhếch miệng nếu khỏe thì có cái gì không thoải mái cứ ráng nhịn đi Dương Phi đã dặn ta bảo đảm an toàn cho giảng lục tiểu thư, thuộc hạ nhất định phải lấy nhiệm vụ làm đầu. Bán hạ mới tức tối. Ngươi nói chung, ngươi mau dừng xe, tiểu thư nhà của ta đang rất khó chịu. Tào Thụy mới lắc đầu, thử cho ta, khó có thể tầm mệnh. Ngược lại, giật dây cương, phóng còn nhanh hơn vừa nãy. Bán hạ, ngã ngửa vào trong xe, giảng lục tiểu thư, cách lớp màng nghe được rõ ràng hai người nói chuyện, dạ dày đã đảo lộn. Giảng lục tiểu thư không chịu nổi, cầm ấm trà đổ nước ra ngoài, nôn vào ấm. Tao Thụy nghe động tỉnh cười nói, cứ dậy đi, có thể chịu đựng thì cứ chịu đựng, chú ý nhiều làm gì. Giảng lục tiểu thư nôn mấy lượt, cái thứ mùi khác thường này lập tức lan tràn khắp cái buồng xe. Màn xe đã bị gió xốc lên, giảng lục tiểu thư trừng lớn mắt, khang giọng nói, đè chặt màn xe. Bán hạ mới liền bò đến, để mà giữ màn không có cho nó bay. Làm vậy để không có cho mùi lạ phiêu tán ra ngoài. Giảng lục tiểu thư lớn dậy rồi mà chưa có từng chặt vật thế này. Dù lúc trước có đến những cái thôn trang khám bệnh, nàng vẫn mặc tai áo dài thược, lụa dài che mặt, tư thái thông dòng khiến cho người ta vĩnh viễn không có thể giới tới. Bằng không, nàng cũng chỉ là một y nữ tầm thường. Trước kinh thành cũng có không ít y nữ tiếng tâm của các nàng gian xa y thuật tuyệt đỉnh nhưng kết quả thế nào từ thuở thiếu niên cho đến lúc tóc qua râm cùng lắm chỉ gả được cho đại phu cả một đời dành hết cái thời gian trong y quán nho nhỏ nàng muốn biểu hiện da vẻ bề ngoài hoàn mỹ nàng muốn tất cả những ai mà gặp nàng đều phải không kìm lòng được mà ngước nhìn mà ca tụng tuyệt đối không có thể để cho bất kỳ ai nhìn thấy giới dáng vẻ chật vật giảng lục tiểu thư mặt trắng tái môi cong giật giật đang định ra lệnh cho bắn hạ xe ngựa mới đột ngột chấn động nghiêng hẳn về một bên phu xe bên ngoài giật dây cương kéo con ngựa suýt chạy lệch khỏi cái đường chính dội hỏi vừa rồi bánh xe cán phải cục đá nhỏ tiểu thư không có chuyện gì chứ trong xe yên ắng một hồi sau đó mới đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai nghe như là con vịt bị bóp cổ lập tức lại im bặt. Tào Thụy đến cạnh xe hỏi, sao thế? Xảy ra cái chuyện gì? Giảng lục tiểu thư có sao không? Nói xong muốn dán mạng, không có được dán. Âm thanh bén nhọn của giảng lục tiểu thư truyền ra, có một chút run rẩy khó nhận ra. Trong xe trầm mặt một chốc, âm thanh của giảng lục tiểu thư khôi phục vẻ bình thản. Trong xe không sao, Tào đại nhân vẫn mau chóng lên đường đi. Một cái thứ mùi chua loét quỷ dị bay ra từ trong xe, theo gió phiều tán bốn phía. Tàu Thụy chung mũi, không có hỏi căn nguyên nữa, dục ngựa chạy lên phía trước. Nhiệm vụ của gã là mang giảng lục tiểu thư, lòng tóc nguyên vẹn, trở về trước mặt của Dương Phi, những thứ khác mặc kệ. Đoàn người của Tàu Thụy sắp về đến phụ cận Kinh Thành. Bên phía tiêu ngự trong rừng lại gặp một bài người không tưởng tượng nổi. Hồ Đại Nương Tiêu ngự thấy người qua cửa sổ liền dán cái màn ló đầu ra. Hồ Đại Nương sao mọi người lại tụ tập ở đây? Thế tử phi nương nương thì ra là ngươi sao? Hồ Đại Nương thấy tiêu ngự vẻ mặt vốn nơm nớp lo sợ lập tức thả lỏng bước đến xe ngựa lại bị nhị cửu ngăn lại. Tiêu ngự mới nhảy xuống xe đến bên cạnh nhị cửu. Hắn là thị vệ bảo hộ ta. Hồ Đại Nương đừng có trách rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Hồ Đại Nương không để ý thái độ của nhị cửu, dỗ đùi kể khổ. Thế tử phi nương nương, không ổn rồi, đây là muốn làm loạn đó. Lão đường già để cho ta dẫn phân nửa thôn dân lên núi ở phía trước trốn đó. Bây giờ không biết hắn đàm phán thế nào mà cả đám tự nhiên quay ra đánh nhau. Đều là người trong thôn mà, sao có thể đánh đến đỏ mắt như vậy chứ? Tiêu ngự căng thẳng nhìn nhị cửu, nhíu mày nói, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì chứ? Hồ Đại Nương từ từ nói đi. Hồ Đại Nương chỉ trời mắng đất kể lễ một hồi, thuộc lại cái tình hình trước cửa thôn trang sáng nay. Thì ra ban đầu có tổng cộng 3 thôn trắng tham gia đánh phá Quảng An Đường. Thôn Ninh Câu là một trong số đó, còn lại là thôn Thanh Câu và Quả Câu lân cận. Một đám côn đồ lưu manh đánh chuyện khởi sướng, kéo quân đập phá các cửa hiệu suốt hai ngày một đêm. Cuối cùng cướp sạch vật phẩm chất ở trong cửa hiệu. Vì tiêu ngự cứu các tiểu nhị về kinh thành kịp lúc cho nên chúng không có thể ra tay đánh người. Đến lúc mà giảng gia chiếm các cái gian nhà phát cháo thuốc, chuyện này mới tạm thời chấm dứt. Sau đó, những người nghèo thật sự không có lấy được cháo bố thí, dần phát sinh mâu thuẫn với đám lưu manh, xung đột càng lúc thì càng lớn. Cuối cùng, cả đám tụ tập trước cửa thôn Ninh Câu đại náo đánh trọng thương hơn 10 người, ba vị trưởng thôn cùng ra trấn áp mới ngăn cản được. Hôm qua, người của hai thôn khác bị thương nhẹ, được mang trở về nhà, không ngờ mới của đêm hôm mà đã chết mấy người rồi. Não cho đến thiệt mạng, những người kia làm sao mà chịu để yên. Hiện giờ, ngoài thôn Ninh Câu có mấy trăm hãng tử cầm gậy gọc giao phai, hơn nữa là tụ tập càng lúc càng nhiều. Thậm chí còn khuyên trưởng thôn Ninh Câu gia nhập với bọn họ mà gia nhập để làm gì thì Hồ Đại Nương không biết. Chuyện này đã không còn là mâu thuẫn nhỏ. Hồ Đại Nương dù không có hiểu rõ tình hình nhưng mà chỉ nhìn thế trận sợ cho đến mềm chân, lòng hoang mang quảng hốt. Tiêu ngự mới nhíu mày sắc mặt nghiêm trọng. Hồ Đại Nương vẫn đang lao nước mắt nói Lão đường già để cho ta dẫn nữ tử trẻ em lên núi trốn ta cũng không biết phải trốn đến khi nào nữa. Chẳng may trốn không được à thì phải làm sao bây giờ? Tiêu Ngự mới nhìn Nhị Cửu. Nhị Cửu, người quen thuộc địa hình ở chỗ này, có biết chỗ nào có thể ẩn thân không? Nhị Cửu bất đắc dĩ. Ta có quen thuộc cũng đâu có bằng thôn dân địa phương như là bọn họ đâu. Tiêu Ngự nói, không phải, ý của ta nếu có đánh trận, chiến loạn thì chẳng lẽ không có, hầm ẩn nắp chiến lược. Địa hình dễ thủ khó công cái gì đó, có thể chứa được nhiều người như thế này. Tim của nhị cửu giật thoát, có phải là Phượng Đại Phu lo xa quá rồi không? Làm sao mà đến nỗi chiến loạn được? Tiêu ngự lắc đầu, ta cảm thấy tất cả đều quá trùng hợp, hơn nữa cũng tiến triển quá nhanh. Dân chúng cùng khổ, phần tán riêng lẻ, dù có cùng tâm nguyện, muốn làm cái gì đó, cũng không có thành lập tổ chức, chống dánh đến như vậy. Quy mô mấy trăm người không có thể xem là nhỏ được hắn nhớ đến chiến loạn xung quanh thành Hoài Thiên. Lúc đó là do thôn dân bị áp bức đến đường cùng, cơm cũng không có mà ăn, lại kéo dài mấy năm cho nên mới bùng phát. thùng trắng quanh Kinh Thành có thể xem như là tương đối khá giả, đâu có đến mức không có cơm ăn. Thế mà chỉ có mấy ngày thôi đã phát triển đến tầm cỡ này. E là những cái thôn dân này đã bị lợi dụng làm bia đỡ đạn cho cái bàn tay nào đó đứng sau màn rồi. Chương 118 Vũ Lâm Quân Nhị cửu thấy tiêu ngự trầm tư Quay đầu nhìn cái đám thôn dân Như chim sợ cành công cánh đó không xa Mới bị nhị cửu liếc một cái Co rúm lại thành một cụm Nhị cửu ghé sát vào tay của tiêu ngự thấp giọng nói Phượng Đại Phu Nếu mà giúp những người này Thì không có thể về đến Kinh Thành trước đêm nay đâu Tiêu ngự mới nhìn hắn Nhị cửu nói tiếp Nếu có người cố ý làm loạn e là mua đồ không nhỏ. Chúng ta còn ở ngoài thành càng lâu, càng dễ gặp nguy hiểm. Người thân là thế tử phi, quan trọng hơn cái đám thôn dân này nhiều. Thấy tiêu ngự nhíu mày nhị cửu cúi đầu nói, ta biết những lời này không có dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Mong thế tử phi lấy đại cục làm trọng. Tiêu ngự quay đầu nhìn hồ đại nương, hồ đại nương mới cười lấy lòng với hắn, gương mặt đầy nếp nhăn cố gắng vẽ ra một nụ cười nịnh nọt đồ tài thỉnh thoảng chà sát ống quần như đang lau mồ hôi lạnh không xa sau lưng của bà là một bầy người già trẻ nhỏ vẻ mặt hoang mang nghi ngờ dài thanh thiếu niên cầm côn gậy đứng xung quanh biểu hiện ngầm hưng phấn cứ như đây là một trò đùa tiêu ngự cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẽn trái tim chua xót trào dâng mặc dù không có mạnh liệt nhưng mà cứ dấn dít không nguôi. Không chờ cho tiêu ngự lên tiếng, một tiếng động in tai truyền đến từ xa. Vì đã bị cây lá trong rừng che chắn, còn bị gió thổi phiêu tán nên chỉ nghe được cái tiếng ầm ỉ, hơi mơ hồ. Nhưng chỉ có một chút âm thanh cũng đủ làm cho lòng người lạnh lẽo rồi. Có những cảm xúc không cần phải diễn tả bằng lời mà vẫn lan truyền rộng rãi. Ví dụ như thịnh nộ, khát máu, sợ hãi hay là khẩn cầu. Sắc mặt của Hồ Đại Nương nháy mắt trắng bệch, thơ thẩn tiến lên phía phát ram thành vài bước lẩm bẩm: "Lão đường gia." Đoàn người vốn yên lặng lập tức rối loạn, một phụ nhân hoảng loạn chỉ cái hướng truyền ra âm thanh: "Nơi đó, nơi đó có phải là thôn của chúng ta không? Có phải là thôn chúng ta không vậy?" Rừng cây tĩnh mịch nháy mắt hỗn loạn, các thị vệ không cần nhị cửu ra lệnh, lập tức bủa dày bốn phía, dùng cái đoàn người vào khoảnh đất trống giữa rừng, nghiêm vọng quát, không có được lên tiếng. Mọi người mới tức khắc, cầm như hến. Hồ Đại Nương nhìn tiêu ngữ, khóe miệng rốt cuộc không có giữ nổi nụ cười, luống củ hồ, thế tử phi nương nương. Bà chỉ là một phụ nhân không rành thế sự, trưởng thôn lại không có ở đây. Chuyện lớn như vậy, bà chỉ biết đặt hy vọng vào thiếu niên còn chưa lớn bằng con trai của mình. Bởi vì hắn là Thế Tử Phi. Thế Tử Phi là một chức quan lớn đến đâu, bà không biết, nhưng mà chắc chắn cao hơn chức trưởng thôn rất nhiều. Cao hơn cả quyện thừa tương lai sáng lạng, xuất thân từ thôn Ninh Câu. Thậm chí cao hơn cả quyện lệnh là quan phụ mẫu của bọn họ. Quan cao như vậy, đương nhiên có thể quản được cái chuyện lớn thế này. Tiêu ngự hít một hơi nhìn nhị cửu. Nhị cửu, chúng ta không có thể bỏ mặt những người này. Nhị cửu chào mày Nhưng mà, ngươi cũng nói, ta thân là thế tử phi mà. Tiêu ngự cười nói, ta quan trọng hơn là bọn họ. Nhưng mà ta dựa vào cái gì mà quan trọng hơn bọn họ? Chẳng phải lúc này ta nên đưa ra chủ kiến thay cho họ sao? Nếu không thì ta hơn họ được cái gì? Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, những điều mà ngư vừa nói đều là phát ngôn bảo thủ nhị cửu không có đồng tình quay lại nhìn cái đám thôn dân nơm nớp lo sợ lại nói với tiêu ngự ta có thể phái hai thị vệ hộ tống bọn họ phượng đại phu nhất định phải theo ta trở về thành nhị cửu cũng hoảng loạn khi mà nhận ra chuyện lần này khác hẳn lần trước cảm giác nguy hiểm đã cận kề làm cho hắn không có dám đùa giỡn an nguy của tiêu ngự lần trước có thể để cho người kia tùy nghi quyết định, nhưng mà lúc này phải nghe theo sắp xếp của hắn. Nhị cửu cương quyết không có chịu thương lượng, thậm chí hơi thô lỗ đẩy tiêu ngự vào xe. Để lại hai thị vệ nói chuyện với thôn danh, hắn phóng ngựa mang người nhanh chóng rời đi. Tiêu ngự ở trong xe bị quay cuồng như là trong chóng, lại còn phải che chở cho Bách Linh không bị dập đầu. Tốn công tốn sức mới miễn cưỡng ngồi dững hắn ló đầu ra cửa sổ nhìn phía sau. Hai thị vệ được sai ở lại đã dẫn thôn dân đi sâu vào trong rừng, chắc là tìm chỗ trú ẩn. Phương hướng phát ra âm thanh vừa rồi, đúng là thôn ninh câu, khiến cho người ta nghe mà khiếp đảm. Không biết trưởng thôn không phải là đi đàm phán mà đi đánh nhau, hay là vẫn đang tụ hợp với những thôn dân vô trì vô giác kia. Nhị cửu muốn màu chóng mang tiêu ngự về kinh, ai ngờ lúc này vẫn không có được như nguyện. Lúc mà đoàn người náo loạn thì vẫn chưa có đến giờ đóng cổng thành, giờ chỉ thấy cánh cổng kiên cố đóng chặt, trên tường thành cao ngất, đèn đuốc sáng trưng, tuần vệ nhiều gấp đôi so với bình thường, tay cầm trường kích lùi tới tuần tra. Nhị Cửu chạy đến dưới tường thành, kéo cương ngựa, ngẩng đầu nhìn lên cất giọng nói: "Không biết tướng quân thủ thành là cái vị nào, tại hạ là Lâm Phương Kính." nhất đẳng thị vệ của phủ nguyên dương đang hộ tống quý nhân hồi kinh lệnh bài thông hành có ở đây xin tướng quân mau chóng mở cổng thành trong người nhất đẳng thị vệ của phủ nguyên dương đều mang theo cái lệnh bài thông hành các cái thành lớn và giấy phép tự do đi lại ban đêm đây cũng là đặc quyền của các đời tịnh kiên dương đương nhiên hiện tại thì chỉ cần được lọt vào mắt xanh của lý thừa tướng thì cái đặc quyền này cũng chả có gì to tát nhưng mà lúc này lệnh bài không có thể áp dụng. Trên tường thành, một tướng lĩnh mặc giáp bạc bước ra, từ trên cao nhìn xuống, tặc lưỡi khinh thường. Phủ Nguyên Dương, ngươi là người của Phủ Nguyên Dương sao? Dương gia đã sớm báo tin rồi, gần đây có bọn đạo chích giả mạo quý nhân và thị vệ của Phủ Nguyên Dương để vào thành. Dặn là chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt, vậy mà ngươi thật sự dám đến sao? Lá gan cũng lớn quá đi, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đi ngay đi tên tuổi của phủ nguyên dương không phải là thứ các ngươi tùy tiện bám víu đâu nhị cửu mới tức tối người nói cái gì tiêu ngự ngồi trong xe cũng nghe được lời tướng lĩnh kia nói dù là chữ được chữ mất nhưng mà vẫn hiểu đại khái ý tướng lĩnh muốn nói tức là có người muốn ngăn cản hắn hồi trình nhị cửu đang chỉ cái tướng lĩnh kia cao dòng quát ngươi là tên nào ngũ tướng quân thủ thành lúc trước đâu gọi hắn ra đây gặp ta đi. Tướng lĩnh nói, cha, ngươi còn biết ngũ tướng quân sao? Chuẩn bị kỹ thật đấy, đáng tiếc là ông trời không có giúp ngươi rồi. Hôm nay, ngũ tướng quân có chuyện quan trọng, không có ra gặp ngươi được đâu. Nhị cửu còn muốn nói thêm, tướng lĩnh đã ra lệnh, dương cung, binh sĩ mới đồng loạt nhắm vào nhị cửu. Nhị cửu không có hề sợ hãi, chiến ý bùng phát, trường kiếm bên hồng rung động. Tiêu ngự dán cái màn nhảy xuống xe, nhíu mài gọi. Nhị cửu, quay về. Thấy nhị cửu vẫn bất động, tiêu ngự mới điên tiết. Nhị cửu, ngươi quay lại đây ngay, đừng có gì thể diện mà giao tranh vô ích. Nhị cửu dằn co một lúc, lát sau mới giật cương, thúc ngựa chậm chậm lui lại. Binh sĩ trên tường thành dẫn dương cung nhắm vào bọn họ. Tiêu ngự liếc qua tường thành một lần, quay đầu về xe. Rời khỏi đây trước đã, vậy là có người phá rối rồi, cố ý không có cho ta vào kinh. Ngươi có thể đánh thắng mấy cái tên lâu la thì cổng thành cũng đâu có mở, chúng ta vẫn không có vào được. Nhị cửu, rầu rỉ, rủ bả dài, hiển nhiên không có cam lòng. Muốn vòng qua cổng khác phải mất hơn nửa ngày, mà tiêu ngự cho rằng muốn ngăn cản hắn vào kinh chắc chắn không chỉ có sắp đặt ở một cổng, đi chỗ khác cũng phí công thôi. Thị vệ bên ngoài im phăng phát. Bách Linh rút trong góc xe, ngước đôi mắt luống cuốn nhìn tiêu ngự. Là ta tính sai. Nhĩ cửu rủi ngựa đi bên cạnh xe, siết nắm tay thấp giọng nói. Đã biết Tào Thụy là cái hạng tiểu nhân, không có từ thủ đoạn, đáng lẽ nên nhanh chóng chạy về kinh trước hắn, không có nên đi đường vòng chứ. Tiêu ngự mới nói, thôi bỏ đi, ai mà không sai sót. Lại nói có thể mạo danh của dương gia ra lệnh cho tướng thủ thành, chỉ một mình tào thụy sao đủ khả năng làm được chứ thậm chí có thể không phải là giả mạo từ lúc mà hắn vào kinh thì đã có mâu thuẫn với hai người một là phượng dân ninh hai là minh châu quận chúa phượng dân ninh đã không thể bày trò minh châu quận chúa chỉ là một cô nhóc không có quyền hạn lớn như vậy còn lại cũng chỉ có phủ nguyên dương hai vị trưởng bối trong dương phủ cực kỳ bất mãn với con dâu là hắn muốn nhân lúc hỗn loạn diệt trừ hắn cũng không phải là không có khả năng coi như không phải là dương gia hạ lệnh nhưng mà có người mạo danh hắn cũng không thể không hay biết chỉ là chẳng có thèm quan tâm thôi tạ cảnh tu ơi là tạ cảnh tu rốt cuộc người đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào vậy tiêu ngự ngồi trong xe nghĩ ngờ một chốc nói với nhị cửu trước tiên cứ tìm chỗ lánh đi chờ đến sáng rồi quay lại lại không ngờ đêm nay đã định trước là một đêm không yên bình nhị cửu không có dẫn người rời kinh thành quá xa chỉ tạm trú trong một quán trà bỏ hoang không xa quan đạo nửa đêm từ hướng kinh thành đột ngột truyền đến cái tiếng gió ngựa dồn dập chạy ra như thủy triều tiêu ngự ngồi trong quán trà vẫn cảm nhận được chấn động dưới bàn chân mọi người ra khỏi quán nhìn theo quan đạo về hướng kinh thành chỉ thấy một dải đèn đuốc sắn rực như rồng lửa uốn lượn xuất phát từ cổng thành kéo dài dọc quan đạo tiêu ngự thấy cái đội quân kia dương cờ thiêu rồng vàng dương nành múa vuốt nhị cửu dĩ nhiên cũng là thấy chân mài nhíu lại vũ lâm quân tại sao mà lại xúc động vũ lâm quân tiêu ngự không hiểu vũ lâm quân là cái gì là cấm vệ do hoàng thượng trực tiếp điều động nhị cửu vẻ mặt nghiêm trọng trong và ngoài kinh thành có hai đại đội một là đại doanh ở Bắc Thành, còn lại là Vũ Lâm Quân. Tiêu ngự mới cả kinh, quân đội sao có chuyện gì lớn đến mức mà cần phải huy động Vũ Lâm Quân lúc nửa đêm chứ? Hắn vừa nói xong, nhất thời nhớ lại mấy trăm thôn dân đã tụ tập ngoài thôn Ninh Cầu ban sáng. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.